Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trong video hôm nay anh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn chiếc cành như thế nào là kết quả nhất. Các bạn chắc cũng đã nghe rồi. Nói chung là mình trồng cái tre này á, mới đầu thì mình bán giống, bán măng, bán lá. Và hôm nay mình sẽ là cưa cái cây của nó để bán luôn nha cả nhà. Đó, xin mời cả nhà hãy cùng theo dõi